Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các file AutoCAD để có thể tiến hành import vào Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm, mình sẽ giới thiệu qua về dự án mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái dự án khóa học này, cũng như là giải thích về cái mối liên hệ giữa AutoCAD và Revit. Sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị cái file AutoCAD như thế nào cho chuẩn để có thể import vào Revit một cách tốt nhất. Ở đây thì mình sẽ gửi các bạn một cái file CAD có tên là dự án mẫu. Trong file CAD này thì các bạn sẽ thấy xem một chút qua về cái dự án này. Thì đây là một dự án mà mình đang triển khai. Thì cái dự án này là một cái dự án thiết kế nhà văn phòng kết hợp với căng tin. Nó được xây dựng tại tầng 3 của một cái tổ hợp chung cư. Mà cái công trình của chúng ta nó sẽ nằm ở khối đế. Và nó sẽ nằm ở tầng 3 nhé, và sẽ là tầng cao nhất của cái khối đế này. Xung quanh nó thì nó sẽ có ba cái khối chung cư cao tầng, bao gồm một khối màu xanh dương này, các bạn sẽ thấy là nó 20 tầng, còn hai khối màu trắng nó sẽ là 12 tầng. Đấy, một khối 20 tầng, 12 tầng, được chưa? Và cái dự án của chúng ta như bạn thấy ở đây là nó là tổng hợp của gộp lại của ba căn chung cư với diện tích tổng là khoảng 420 mét vuông. Đấy, và nhiệm vụ thiết kế đó là tạo ra một cái khu văn phòng kết hợp với căng tin. Thì ở đây thì đội thiết kế của mình sử dụng AutoCAD để thiết kế và đã cho ra hai phương án ở đây. Các bạn có thể thấy nó sẽ có hai phương án, hai option đây. Đấy. Chưa? Đấy, khu bếp. Đấy, nó sẽ có một cái khu gọi là khu ngủ riêng cho các cán bộ công tác, khu làm việc và khu căng tin. Đấy, các bạn có thể thấy còn phương án này khu bếp sẽ nằm ở đây, khu căng tin, khu văn phòng, được chưa? Thì các bạn sẽ thắc mắc một chút, đó là tại sao chúng ta sử dụng Revit và chúng ta vẫn phải dùng CAD. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích các bạn như thế này nhé. CAD và Revit là hai phần mềm đều thuộc hãng Autodesk, do vậy hai phần mềm này lại cùng thuộc cái phân nhóm đó là mảng building, sản phẩm gói building của Autodesk. Do vậy hai phần mềm này là hai phần mềm chuyên về phục vụ thiết kế và xây dựng công trình. Đấy. Và CAD và Revit thì nó luôn luôn đi kèm với nhau, gắn liền với nhau. Có thể có những bạn dùng Revit thì họ sẽ không bao giờ dùng CAD nữa. Tuy nhiên không có nghĩa là hai phần mềm này không tương tác với nhau. Và đây là cái lý do đầu tiên. Và CAD hoàn toàn có thể đưa vào Revit và Revit hoàn toàn có thể sản xuất ra các bản vẽ CAD. Các bạn hiểu nhỉ? Đấy. Ngoài ra thì nó có rất nhiều ý nghĩa nữa cơ. Ví dụ như CAD họ có thể sử dụng để phục vụ thiết kế này. Ví dụ như giai đoạn đầu ở rất nhiều dự án nhỏ, đúng không? Chúng ta vẫn có thể sử dụng CAD hoặc sử dụng bản vẽ tay, hình ảnh để làm ý tưởng, chứ không bao giờ chúng ta cũng làm 3D. Bởi vì Revit là nó mạnh hơn 3D hơn rất là nhiều so với 2D. Tuy nhiên ở một số dạng công trình thì nhất là những dạng công trình nhỏ như là nhà dân hay là những dạng công trình thiên hơi hướng về cần sự tỉ mỉ trong công năng thì sử dụng CAD hay sử dụng một phương tiện 2D để thiết kế vẫn là một cái lựa chọn tối ưu cho nhiều người kiến trúc sư, đúng không ạ? Đấy, mình không hoàn toàn phủ bỏ đó là chúng ta sử dụng Revit là phải 100% Revit, các bạn lưu ý cho mình. Thứ hai nữa, lý do mình đưa cái AutoCAD vào trong cái khóa học này đó là hiện nay rất nhiều doanh nghiệp mặc dù sử dụng Revit vẫn sử dụng AutoCAD để có thể làm thiết kế cũng như là để triển khai. Do vậy thì mình thấy là phối hợp hai phần mềm này với nhau và để mang tới cho bạn một khóa học cơ bản thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta đi từ sử dụng Revit để thiết kế luôn, thì nó cũng khá là khó. Và mình thấy hiện tại rất ít các doanh nghiệp có khả năng có thể thiết kế luôn từ đầu từ Revit mà họ vẫn sử dụng tương tác uyển chuyển giữa CAD và Revit hay là giữa phần mềm và vẽ tay. Và chúng ta các bạn có thể hiểu rằng chúng ta làm thiết kế thì chúng ta không quan trọng là phần mềm nào, quan trọng là chúng ta làm sao để cho ra được một cái sản phẩm chất lượng, đúng không nhỉ? Được chưa? Thì các bạn thì hiểu nhá. Sau này nếu các bạn ở giai đoạn đầu thì các bạn có thể hoàn toàn có thể sử dụng Revit để thiết kế. Chúng ta đưa vào sử dụng CAD để thiết kế cho ra những bản vẽ mặt bằng, sau đấy chúng ta có thể đưa vào Revit để phát triển ý đồ và sử dụng Revit để xây dựng lên mô hình, sử dụng Revit để phát triển và tối ưu thiết kế. Cái quan trọng là Revit nó sẽ giúp các bạn tối ưu và phát triển cái thiết kế rất là tốt. Cái này là cái quan trọng này, cái là CAD nó không làm được nhưng Revit sẽ làm được. Và trong khóa học này thì mình sẽ cho các bạn thấy đó là khi chúng ta sử dụng CAD và chúng ta sử dụng Revit thì Revit nó sẽ mạnh ở cái giai đoạn sau, giai đoạn giúp chúng ta phát triển nó như thế nào. Đấy. Ok, thì bây giờ các bạn thấy này, đây là hai cái phương án của chúng ta, hai phương án.
Cái này thì mình cái file cái này thì mình sẽ gửi cho bạn và các bạn có thể tham khảo thêm. Và cái khóa học của này của mình thì mình sẽ giúp các bạn đó là sử dụng từ cái file CAD này để phát triển lên một cái thành một cái file Revit và phát triển nó thành một cái dự án ở giai đoạn thiết kế và sơ bộ thì concept. Ok chưa? Rồi nhá. Ok, thế bây giờ chúng ta đã có file CAD và có ý đồ rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao đưa cái file CAD này vào trong Revit để chúng ta có thể dựng hình lên. Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học cách để chuẩn bị file CAD trước đã nhá. Để chuẩn bị file CAD thì đầu tiên ấy, đây đây cái file của chúng ta. Thì thường thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ loại bỏ đi những cái layer không cần thiết, những cái layer không cần thiết. Ví dụ như các bạn có thể mình sẽ bật lay on lên. À lay on đây không có gì cả. Ví dụ ở đây các bạn có thể ở đây có những cái cây chẳng hạn, ví dụ có những cái layer cây hoặc những cái layer không cần thiết mà phục vụ cho quá trình dựng hình thì các bạn có thể tắt đi. Ví dụ cái nét dim hoặc text hoặc tag thì các bạn có thể tắt đi được. Được chưa? Và cách các bạn bỏ thì chắc các bạn biết rồi, nếu bạn nào dùng CAD các bạn biết rồi. Cách đầu tiên ví dụ như các bạn có thể chọn, ví dụ các bạn chọn lay, các bạn ấn lệnh lay ISO. Các bạn gõ lệnh lay ISO nhá. Được chưa? Sau đấy các bạn chọn những cái layer mà không cần thiết, các bạn kích vào những cái layer, ví dụ cái cây này mình không cần thiết này. Sau đấy mình ấn cách thì những cái layer nó sẽ sáng lên và các bạn chỉ việc chọn nó và xóa đi. Được chưa? Sau khi bạn làm xong các bạn lại lay, các bạn gõ LAY dài on để bật lên. Nó sẽ như này. Và các bạn làm như thế nhá. Sau khi các bạn xóa xóa xong rồi, xóa cái đối tượng chúng ta xóa đi những cái thứ không cần thiết thì các bạn làm tiếp cho mình một cái lệnh đó là lệnh PU, lệnh PUGE. Cái lệnh này thì chắc bạn nào hôm trước học cái bài và template thì mình đã giới thiệu các bạn rồi. Đó là lệnh xóa, lệnh dọn rác ấy. Các bạn ấn này, PUGE. Các bạn enter cho mình. Đấy. Thì cái lệnh này nó cho phép các bạn xóa đi những nội dung cần thiết thì đến đây các bạn có thể chọn là pull all cũng được. Đấy, pull all. Đấy, các bạn chọn pull all đó. Đấy. Nó sẽ xóa sạch, nó sẽ xóa sạch đi tất cả những cái đối tượng không cần thiết. À, những cái layer, đặc biệt là những layer CAD không dùng thì nó sẽ xóa đi. Sau khi các bạn xóa đi những cái file CAD không cần thiết nhá, file cái layer cái đối tượng không cần thiết thì các bạn sử dụng một cái lệnh đó là lệnh VK, các bạn gõ lệnh VK. Cái lệnh này là lệnh VK block. Đấy, cái lệnh này nó sẽ giúp các bạn lọc cái file option 1 này, cái file ý tưởng thứ nhất này thành một file CAD riêng, được chưa? Thì các bạn gõ lệnh VK này, enter. Sau đấy các bạn chọn nút đó là select object và các bạn quét chọn cái option 1 này. Đấy, mình có thể giữ shift để bỏ cái khung này đi, mình chỉ lấy cái option của mình thôi, cái ý đồ của mình thôi. Và mình sẽ bỏ thêm cái giữ luôn cả cái khoa gió này để vào Revit chúng ta có thể biết đâu là hướng chính xác của công trình. Được chưa? Đấy. À mình cũng nói luôn đó là công trình của chúng ta nó sẽ có một cái mặt này. Có cái mặt này này. Đấy, cả một cái mặt này là mặt thoáng nhá. Đấy, cả cái mặt này là mặt thoáng này. Ở đây nó sẽ có một cái thông tầng, một khe hẹp khoảng tầm 2 mét nhá. Ở đây nó sẽ có cả cái dãy này là mặt thoáng hết. Và hướng này là hướng tây này. Đấy, hướng nam này, được chưa? Bạn thấy hoa gió đây rồi nha. Rồi lại quay lại trở lại cái này thì các bạn sau khi các bạn quét chuột thế này các bạn ấn cách lại cho mình, được chưa? Sau đấy thì các bạn có thể đó là kích vào đây để lưu file, các bạn đặt tên cho nó, giả sử nha mình sẽ lưu nó vào desktop chẳng hạn. Đấy, ở đây thì mình lưu sẵn rồi nha. Đấy, các bạn sẽ giả sử như mình sẽ lưu ra một cái folder mới. Đấy, xuất két, được chưa? Mình vào đây mình lưu, mình đặt tên cho nó này, mình đặt tên ví dụ như option 1. Được chưa? Và các bạn click vào save. Ở đây thì các bạn có thể chọn định dạng file lưu về phiên bản CAD lẻ mấy nhé. Ví dụ thường chúng ta hay CAD 207. Các bạn có thể CAD 210 tùy theo phiên bản CAD của bạn. Và mình save file. Ở đây thì các bạn chọn unit đơn vị cho nó chuẩn, ví dụ bản CAD chúng ta đang sử dụng đơn vị gì các bạn chọn đơn vị đấy. Mình sẽ chọn đây là đơn vị mm bởi vì bản CAD mình đang sử dụng đơn vị mm. Được chưa? Và chúng ta ok. Ok, các bạn sẽ thấy chúng ta đã làm rồi. Mình sẽ làm tương tự tiếp với bản CAD này. Mình ấn VK. Select object. Đấy, chọn hết. Mình bỏ cái khung tên này đi. Giữ shift nhỉ. Bỏ khung tên đi. À, khung đi. Sau đấy mình ấn cách. Mình đặt tên cho nó. Ví dụ đây option 2.
Và các bạn cũng thấy rằng như mình nói trong các bài học trước thì chúng ta đã học về design option. Đấy chính là lý do tại sao mà mình có ở đây có hai phương án để các bạn có thể cùng một lúc thiết lập hai phương án trong một file Revit luôn. Đấy. Thì đây chính là cái ý đồ của mình để làm sao các bạn có thể sử dụng Revit để làm nhiều phương án và làm với tốc độ rất là tốt và hiệu quả. Đấy. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục chọn mm nha. Và mình ok. Rồi, các bạn đã tiến hành tạo ra được hai cái option rồi, thấy chưa? Ngoài ra thì ở đây mình sẽ có thêm một cái bản két nữa. Cái bản két này để các bạn có thể căn cứ để các bạn có thể đó là dựng cái hiện trạng giả sử nhá. Sau này các bạn có thể sử dụng cách những cái hình khối công trình này hoặc những công trình phụ cận ấy là nó thuộc về main model. Các bạn còn nhớ main model trong cái phần design option không nhỉ? Như mình nói, main model là những cái đối tượng nó không thay đổi, ví dụ như hiện trạng nó sẽ ảnh hưởng đến công trình của chúng ta. Đấy, thì giả sử như khi sau này học ấy, các bạn có thể sử dụng Revit để tiến hành các cái phân tích, đặc biệt phân tích về năng lượng, thì phân tích về năng lượng đấy hoặc chiếu sáng ấy thì sẽ các công trình phụ cận nó sẽ có ảnh hưởng đến công trình chúng ta. Ví dụ đây thì ở đây thì cái công trình phụ cận nó ảnh hưởng khá là ít bởi vì nó thường lại nằm hướng bắc và chỉ có cái khối này lại nằm hướng đông. Hướng đông ở đây thì nó lại có cái chắn đây rồi. Ví dụ như công trình chúng ta mà có những cái khối hướng tây hoặc là hướng các hướng khác nó che chắn thì các bạn nên dựng. Do vậy thì mình có chuẩn bị sẵn một cái file CAD để các bạn có thể dựng một cái hiện trạng cho bạn. Các bạn có thể thực hành dựng hiện trạng luôn. Được chưa? Cái này các bạn có thể tự nhá. Giả sử như mình cũng sẽ, ví dụ như cái này thì mình sẽ ẩn cái, mình sẽ lay off. Các bạn nào biết lại lay off là mình sẽ ẩn cái thằng này đi. Đấy. Được chưa? Rồi, mình sẽ vê kép cái thằng này luôn. Select object này. Được chưa? Rồi, cái này pick point các bạn có thể làm hoặc không làm tùy nhé. Rồi, đặt tên cho nó. Cái này mình sẽ đặt tên nó là main model. Được chưa? Save mm, ok. Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu các bạn về cái dự án mà chúng ta sẽ làm trong cái khóa học này, cũng như là giải thích các bạn về mối liên hệ giữa CAD và Revit, cũng như là mình đã hướng dẫn các bạn chuẩn bị cái file CAD để có thể tiến hành import vào Revit. Rất mong các bạn thấy thú vị với bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.